Sarah cũng lớn rồi, hôm nay con tự đi học nhé. Dạ vâng ạ. Con nhớ đi và về đúng giờ nhé. Vâng, con chào mẹ ạ. Ồ, mẹ có nhiệm vụ cho con đây. Hôm nay con phải đi theo chân em đến trường nhé. Nếu con làm tốt, mẹ sẽ trả lại chúng cho con. Dạ vâng ạ. Vậy là Otis đã nghe lời mẹ và đang bám sát theo chân Sarah đến trường rồi này. Hả? Chẳng nhẽ máy phát hiện rồi sao? Có ai ở đằng sau thì phải. Không, chắc mình nhầm rồi. Mai cho Otis. Otis vẫn chưa hề bị Sarah phát hiện ra. Wow. Mua gấu bông đi cháu, gấu bông đẹp lắm. Nhiều gấu bông đẹp quá. Hỏng rồi, con bé bị gấu bông thu hút rồi. Con gấu này đúng không? Cháu không mua nữa đâu. Hả? Mua đi, rẻ lắm. Không, cháu không mua. Làm tốt lắm. Cháu bé, ăn kem đi. Kem mát lắm. Ước gì mình được đi ăn kem thì tốt biết mấy. Cái này nha. Hãy vượt qua đi Sarah, em làm được mà. Không được, mẹ dặn phải đúng giờ rồi. Ô kìa, cháu ơi. Vậy là Sarah đã xuất sắc vượt qua được hai thử thách rồi kìa. Wow, nhiều bóng bay màu sắc quá đi. Không được, mình phải giúp em ấy, không thì muộn học mất. Để xem nào, có cách rồi. Không biết anh Otis đã nghĩ ra cách gì để giúp Sarah đây. Bay nào. Trời, muộn học rồi. May quá, vẫn kịp giờ vào lớp. Yeah, cuối cùng em gái mình cũng đã thành công rồi. Sarah ơi, cậu có muốn đi về cùng với tớ không? Được thôi. Ôi, anh Otis đã đến muộn một bước rồi. Sarah đâu rồi nhỉ? Thôi chết, phải đi tìm Sarah mới được. Sarah ơi, cho cậu cái này này, tất cảm ơn. Hả? Đưa kẹo mút cho anh. Anh yeah! À! Ôi, cái chân của tôi. Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu. Em gái mình ngầu thật. Anh không được lại gần đây. Người giỏi lắm. Anh trai. Dám bắt nạt em gái ta hả? Lần sau chưa nha. Anh giỏi quá. Hôm nay em gái của anh thật là dũng cảm. Anh cũng vậy. Chúng mình về nhà thôi. Anh yêu cứ yên tâm đi công tác. Em ở nhà sẽ chăm sóc hai con chu đáo. Ừ, anh đi đây, tạm biệt ba mẹ con. Chúng con chào bố ạ. Bánh ngon quá, yummy yummy. Hãy vui đi khi còn có thể. Nhìn kìa, chỉ có mình Linda phải làm việc trong khi dì ghẻ và Sarah ngồi chơi kìa. Dì ơi, con quét nhà em cứ vứt bỏ kẹo xuống dưới ạ. Em vứt ra thì con quét đi, chứ có gì mà phải kêu la. Vâng ạ. Liêu 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 liêu. Hóa ra Mary cũng chỉ là mẹ kế của Linda thôi. Đưa đây cho em. Ôi, Sarah giành đồ chơi của chị kìa. Sarah, xem lấy đồ chơi của chị. Ôi, mẹ về. Hả? Có chuyện gì vậy Sarah? Mẹ ơi, chị không cho con chơi đồ chơi. Ơ, lớn rồi mà không biết nhường em à. Đồ chơi của con gái đây. Mẹ kế lại thiên vị cho Sarah, đã khiến Linda rất buồn kìa. Mắc cười quá. Đưa cho em. Chương trình này thú vị hơn, chị đang xem mà. Nhưng em lại không thích xem chương trình đó. Trả chị đây. À mẹ, con phải nhường em. Đưa đây. Phải nhường cho em. Ơ, nhường em nhé. Dì chỉ thiên vị cho Sarah thôi, dì đâu có thương mình. Ôi trời, sao cơm của Linda chỉ có mỗi cơm trắng thế này. Wow, đồ ăn của em ấy ngon và hấp dẫn ghê. Ước gì mình cũng được thưởng thức mấy món đó. Con gái, ăn thật nhiều cho nhanh lớn nhé. Alo anh à, các con đang ăn gà rán. Hả? Gà rán á? Ăn đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Con yêu, há miệng to lên nào. Chán quá, phải kiếm trò gì mới để chơi mới được. À đây rồi, thỏi son của mẹ. La 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 la. À,
thôi. Ôi da, con gái con có sao không? Ờ, bố, bố về. Yeah, bố con mình cùng lên nào. Ôi, cây son của mẹ sao lại rơi gãy trên sàn thế kia? Mình phải lau dọn cho sạch thôi. Hả? Đưa đây. Trời ơi, thế này là thế nào? Ta cho ngươi nhịn đói mà còn chưa chưa à? Chị ơi, không phải lỗi của con. Dừng lại. Ơ, à, anh. Em làm gì vậy hả? Em bỏ đói con anh, giờ còn định đánh con bé nữa à? Mẹ ơi, cầu thang để bẩn, chị Linda còn chưa lau dọn à? Hóa ra bấy lâu này em chăm sóc con bé kiểu này à? Em hiểu nhầm thôi anh. Em ra khỏi nhà tôi, nhà này không cần người mẹ như em. Bố ơi, mẹ con đi đâu vậy? Bố xin lỗi, từ nay bố sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới các con. Vâng ạ, chúng con yêu bố. Tiếng ồn ào gì thế nhỉ? Mẹ, anh có làm được không vậy? Ờ, mẹ đang làm gì thế nhỉ? Ôi, thối quá, nặng mùi quá. Vào trong thôi, ghê quá. Nó bị tắt rồi, phải một lúc tôi mới xử lý xong. Được rồi, để đó cho tôi đi. Mấy đứa à, mấy đứa chịu khó dùng cái này nha. Không đâu, không đâu, bọn con không dùng đâu. Mấy cái đứa này. Ôi, khát nước quá. À, đây rồi. Đau bụng quá. Hả, sao vậy? Không, mình sẽ không dùng cái này đâu. Ôi, sao cửa đóng thế này? Khóa rồi à? Oh my god, làm thế nào bây giờ? Không chịu nổi nữa rồi. Không chịu nổi nữa. Bố nè, bố nè. Tức quá mà. Ôi mẹ ơi. Ôi, bụng của mình. Bụng của mình. Ôi, đau quá, đau quá đi. À, phải nhịn, đáng nhịn thôi nào. Ôi mẹ ơi, cố nhịn đi nào. Em đi chốt đây, kệ chị. Không có ai đâu nhỉ. Nè, giấy này con trai. Ôi không mẹ ơi. Ôi trời ơi. Này con gái. Không không, con không dùng đâu. Anh đau bụng quá em à. Bố cũng bị đau bụng mà. Xong rồi. Mẹ, cho bố đi trước. Không được. Bố ơi nhanh lên, con không chịu được nữa rồi. Thôi nè con gái, con dùng cái này đi mà. Phải dùng nó thật sao? Cuối cùng chị cũng phải dùng thôi. Đúng rồi, hay lắm. Vào, vào. Bum chiu, bum chiu. Chiu chiu chiu, bum bum. Hai đứa ơi, mẹ có quà cho hai đứa đây. Gì thế này? Vào, vào. Chiu chiu. Trời ơi. Bắn nè, bắn nè. Cái gì đây? Ôi trời ơi. Ôi không. Cái gì đây? Bố con anh làm gì thế này? Nhà cửa bừa bộn. Bà bố con đi ra ngoài mau. Ra ngoài nhanh. Đi ra. Vâng ạ. Được rồi, anh ra. Bà bố con cứ ở ngoài đấy, đừng có mau vào nhà. Không thể chấp nhận được mà. Bố con mình ở ngoài này đến khi nào? À, bố ơi, nhìn kia. Wow. Đi thôi, lấy hoa tặng mẹ. Nhìn này con gái, chúng ta được vào nhà rồi. Đi nào. Cố lên bố ơi. Ai thế nhỉ? Bố con anh xin lỗi em. Em tha lỗi cho bố con anh nhé. Hoa sao? Wow. Hả, cái gì đây?
gì thế này? Mẹ ơi! Em ơi! Tôi chết! Vườn hoa của mình! Hoa của tôi đâu mất rồi? Sao thế nhỉ? Tại sao bố con anh lại bạc hoa của em? Bao nhiêu công em chăm sóc? Hả? Sao lại? Ơ kìa! Em! Ôi không! À! Bố có cách này! Alo! Tôi muốn đặt quà cho vợ tôi! Xin chào! Đơn hàng của anh đây! À! Tạm biệt! Tạm biệt! Bố sẽ cho mẹ con bất ngờ! Yeah! Cố lên bố! Bình tĩnh nào! Quyết tâm! Anh tặng em! Ơ kìa! Mẹ nó! Đành chờ thôi! Ôi! Đây là cái gì thế bố? Ôi không! Gì thế này? Hai đứa cười gì? May quá! Đây mới là đồ của anh! Tôi đã giao nhầm đồ cho anh! Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Được rồi! Không sao đâu! Chắc mẹ còn giận chúng ta lắm! Hả? Trời mưa rồi! Ôi! Lạnh quá! Ơ! Mẹ! Đừng có chọc giận mẹ con! Em yêu, đừng giận nữa mà. Mẹ ơi, đừng giận nữa. Được rồi, mẹ không giận nữa. Của em này. Của con đây. Cạn ly.